ranh giới giữa giàu nghèo. Nhất Thanh sư phụ, quên về rồi nè. Quên còn mang theo 4 bức tranh tứ đại thiên dương nữa. Đây là vị thiên dương nào vậy? Chùa thí chủ, đây là Đông Phương Triều Quốc Thiên Dương, là muốn nói cho chúng ta biết, làm việc gì cũng phải giống như cây đàn tỳ bà, dùng lực không thể quá mạnh cũng không thể quá nhẹ. Lần này thì quên biết rồi, tay cầm đàn tỳ bà là Đông Phương Triều Quốc Thiên Dương. Trì là bảo trì, quốc là quốc gia. Cho dù là người chủ trì chuyện lớn hay nhỏ trong gia đình, hay là một đế dương chủ trì chuyện quốc gia đại sự, đều phải chịu trách nhiệm, phải cố gắng hết sức của mình. Đây chính là ý nghĩa biểu pháp của Đông Phương Triều Quốc Thiên Dương. Đại Dũng, lão gia nhà ta bảo ta đến báo với cậu, sang năm sẽ tăng thuế đất. Lão bá, Đại Dũng, cậu cũng tới à? Lão bá, bà con đều đến tìm quan lão gia sao? Quan lão gia muốn tăng thuế đất, chúng ta phải làm gì? Có khả năng cảnh giác. Vậy quan lão gia nói sao? Quan lão gia không gặp chúng ta. A Di Đà Phật, để Nhất Thanh thử xem sao. A Di Đà Phật, bần đạo là Nhất Thanh của chùa Từ Huệ, muốn cầu kiến quan thí chủ, mong vị thí chủ đứng bên trong cửa vào thông báo dùng. Nhất Thanh vô cùng cảm kích. Nhất Thanh tiểu sư phụ, chú đợi một lát, ta đi thông báo với lão gia. Tiểu sư phụ, lão gia nhà ta chỉ mời một mình chú vào. Nhất Thanh sư phụ, không biết chú đến lần này có gì muốn chỉ giáo? A Di Đà Phật, Nhất Thanh lần này tới, mong hoàng thí chủ không tăng thuế đất nữa. Tiểu sư phụ, chú có điều chưa biết, một năm nay chuyện kinh doanh của ta không tốt. Nếu như không tăng thuế đất, thì khó mà bù vào việc chi phí sử dụng cả của phủ. Hoàng thí chủ, ngài có nghĩ qua chưa? Ngài tăng thuế đất đối với ngài mà nói, chỉ là hạt muối bỏ bể. Nhưng đối với bà con lại có liên quan đến một năm ấm no của họ. Ngài nhẫn tâm nhìn bà con đói rét ngày qua ngày sao? Chuyện này, Phật Tổ từng nói với chúng ta, bố thí tài sẽ được của cải. Chỉ có bố thí nhiều hơn, biến của cải hữu hình trở thành phước đức vô hình, mới có được của cải lâu dài. Đa tạ tiểu sư phụ nhắc nhở, để ta nghĩ cách khác chi phí trong phủ. Đa tạ hoàng thí chủ. Nói cho mọi người nghe một tin tốt lành, lão gia nhà ta sẽ không tăng thuế đất nữa. Tốt quá rồi, không tăng thuế đất nữa rồi. Tốt quá rồi, cảm ơn. Chúng ta không thể để cho tiểu hòa thượng đạt được mục đích. Chúng ta phải khiến cho hoàng thí chủ phải nhập ma đạo. Vô Ưu đại sư, lâu ngày không gặp, thấy ngài vẫn khỏe như xưa. Hoàng thí chủ, khí sắc ông không được tốt lắm, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Đại sư thật không dám giấu, tại hạ đang vì chuyện tăng thuế đất mà đau đầu đây. Ông là địa chủ, tăng thuế cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Bà con không đồng ý, chuyện tăng thêm gánh nặng cuộc sống, con cũng không muốn làm khó dễ họ, chỉ còn cách nỗ lực kinh doanh thôi. Bần tăng đến lần này là muốn nhắc nhở hoàng thí chủ, chuyện kinh doanh năm tới của ông e là cũng không thuận lợi lắm. Lão gia, không hay rồi, từ từ nói. Hàng chúng ta mua từ kinh thành về đã bị cướp trên đường đi rồi. Tại sao lại như vậy? Đại sư, có cách nào có thể hóa giải kiếp nạn này của con không? A Di Đà Phật, hoàng thí chủ có cầu của đi thay người. Kinh doanh không được thì có thể nghĩ cách ở những phương diện khác. Vậy thì chỉ còn cách tăng thuế đất thôi. Lão bá, ông đi đâu vậy? Đại Dũng, cậu không biết gì sao? Hoàng lão gia lại muốn tăng thuế đất nữa kìa. Kiên quyết không tăng thuế. Kiên quyết không tăng thế. Lý trưởng đại nhân, hoàng lão gia nói sao? Có phải ông ta đồng ý không tăng thuế nữa? Lý đại nhân nói mà cổng hoàng lão gia không đồng ý à? Chúng ta xông vào. Chúng ta xông vào đi. Xông vào trong. Không được tăng thuế, không được tăng thuế. Nhất Thanh sư phụ, chúng ta phải làm sao đây? Nhất Thanh cũng không biết. Nhất Thanh phải đi thỉnh giáo sư phụ. Vì
Vì sư phụ ra ngoài dân du, nếu có chuyện gì thì con hãy tự mình giải quyết. Sư phụ không có ở đây, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhất Thanh sư phụ, có phải chú đang gặp khó khăn không? Ai vậy? A-di-đà Phật, Ngài là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Nhất Thanh sư phụ, ta biết là chú phụng mệnh Hạ Sơn Hoàng Dương Phật Pháp. Nếu như cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Thiên Dương nếu đồng ý giúp đỡ thì tốt quá rồi. Bà con ơi, mọi người đừng lo lắng. Hãy nghe Nhất Thanh nói một lời. Nhất Thanh sư phụ, chúng ta không có cách nào khác. Mọi người xông vào nhà chỉ tạo nên những tổn hại không đáng có. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu bà con bằng lòng, Nhất Thanh có cách để cho mọi người trải qua cuộc sống không có hoàng thí chủ. Chúng ta bằng lòng, chúng ta bằng lòng, chúng ta bằng lòng. Nhất Thanh sư phụ, thôn dân đi đâu hết rồi? Bọn họ đi nơi khác sẽ không quay lại nữa. Không quay lại nữa. Quản gia, chuyện gì vậy? Lão già, Nhất Thanh sư phụ nói thôn dân đi hết rồi, sẽ không quay lại nữa. Đi thì cứ việc đi, không lẽ ta phải sợ bọn họ sao? Lão già, bọn họ đều đi hết rồi. Ai sẽ trồng trọt, ai sẽ nộp thuế? Ông không biết sao? Tiểu nhân chỉ biết quản gia, không biết trồng trọt. Nhất Thanh sư phụ, chú biết thôn dân đều đi đâu không? Họ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Nơi đây là quê hương của họ mà. Tại sao bọn họ lại bỏ quê ra đi, sinh sống ở nơi khác chứ? Thôn dân không muốn tăng thuế. Vậy thì dễ rồi. Ta không tăng thuế nữa. Chú nói mọi người quay về đi. Hoàng thí chủ, thôn dân mỗi ngày mặt trời mọc là đi làm, mặt trời lặn mới nghỉ ngơi, vô cùng vất vả. Ngài nên thấu hiểu cho bọn họ, quan tâm đến bọn họ. Tiểu sư phụ nói rất đúng. Ngài có thể có được nhiều của cải như vậy là nhờ phước báo mà tổ tiên tích được. Ngài nên làm nhiều việc thiện hơn để phước báo đó có thể tiếp tục duy trì về sau. Lại là tiểu hòa thượng đang nói chánh pháp, mình đi dạy bảo chúng ta. Hai người muốn dạy dỗ ai? À, là Đông Dương Trị Quốc Thiên Dương. Chúng con không dạy dỗ ai hết, chúng con chỉ đi ngang qua đây thôi. Tạm biệt Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương, tạm biệt. Trước đây lúa thu hoạch đều được nộp cho hoàng lão gia. Bây giờ không có hoàng lão gia thì chúng ta biết bán thóc này cho ai? Chúng ta nên bán thóc cho nhà buôn. Lão bá, ông đại biểu cho chúng con đi bán thóc đi. Nhưng từ trước tới giờ ta chưa buôn bán bao giờ. Đại Dũng, hay là cậu đi đi. Được, để con đi. Đại Dũng, bán được bao nhiêu tiền? Xin lỗi mọi người, thóc đều bị người ta lừa hết rồi. Hả? Vậy phải làm sao đây? A-di-đà Phật, bây giờ mọi người còn muốn sống một ngày cuộc sống không có hoàng thí chủ nữa không? Nhất Thanh sư phụ, chúng tôi không muốn nữa. Chúng tôi cần hoàng lão gia mua thóc của chúng tôi. Bà con, hoàng mẫu thật sự có lỗi với mọi người. Ta đảm bảo với tất cả mọi người, hoàng mẫu còn sống ngày nào sẽ không bao giờ tăng thuế đức. Đa tạ hoàng lão gia. Hoàng lão gia, chúng tôi cũng không thể nào rời xa ngài. Là Đông Phương Trị Quốc Thiên Dương. Các vị hương thân phụ lão, mọi người mỗi năm đều cúng bái ta, nhưng lại không biết ý nghĩa của việc cúng bái ta. Thiên Dương đại nhân, cúng bái người là có ý nghĩa như thế nào? Mỗi người trong chúng ta sinh ra trong trời đất này đều có trách nhiệm của bản thân mình. Người giàu không nên xem thường hay ức hiếp người nghèo. Cũng vậy, người nghèo cũng không nên thù hận hay bôi nhọ người giàu. Mọi người tận lực là một cách viên mãn trách nhiệm của bản thân mình. Quốc gia sẽ hòa bình, cường thịnh. Như vậy cũng là tích phước cho bản thân mình. Khi phước đức tích lũy được nhiều rồi thì tự nhiên sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Xin đa tạ Thiên Dương đại nhân khai tiền. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Nam mô A Di Đà Phật.